Trong chương trình đọc truyện hôm nay, sau đây Julie và Peter Thái xin kính mời quý khán giả theo dõi và thưởng thức truyện ngắn Liên Hương do Nguyễn Huệ Chi dịch. Thư sinh họ Tang tên là Hiểu, tự là Tử Minh, người Nghi Châu, mồ côi từ nhỏ, thuê nhà ở tại bến nước Hoa Hồng. Tang là người trầm tính, một mình cũng đủ vui, ngày hay bận ra ngoài, đến nhà hàng xóm phía đông ăn cơm. Kỳ dư ngồi lì trong nhà mà thôi. Có anh học trò ở láng giềng phía đông tình cờ đến chơi, nói đùa rằng: Anh sống một mình mà không sợ ma hồ ư? Chàng cười đáp: Là trưởng phu thì sợ gì ma với hồ. Con trống đến ta thì nó kiếm sắt, con mái đến thì còn phải mở cửa rước vào ấy chứ. Anh học trò láng giềng trở về bày kế với bạn hữu, đêm bắt thang cho gái điếm treo tường vào, rón tay gõ cửa. Chàng nhìn ra hỏi là ai. Cô kỹ nữ tự xưng là ma. Chàng khiếp đảm, răng va vào nhau lập cập. Cô gái quay gót trở ra. Hôm sau, anh học trò láng giềng đến phòng học của chàng từ sớm. Chàng kể lại điều mình đã gặp, lại ngỡ sắp bỏ đây mà về. Anh học trò hỏi: Thế sao không mở cửa rước người ta? Chàng bỗng hiểu ra mình bị lỡm, bèn cứ ở yên như trước. Được chừng nửa năm, đang đêm một cô gái đến gõ cửa thư phòng. Chàng ngờ đây chắc là trò đùa của bạn, bèn mở cửa mời vào, thì hóa ra một mỹ nữ đẹp nghiêng thành. Ngạc nhiên, chàng hỏi từ đâu đến. Nàng đáp rằng: Thiếp là Liên Hương, kỹ nữ ở khu nhà phía tây. Trên bến sông vốn có nhiều thanh lâu nên chàng tin ngay, bèn tắt đèn lên giường quấn quýt bằng thít. Từ đó cứ cách dăm ba ngày lại một lần nàng đến. Một đêm đang ngồi một mình trầm tư mặc tưởng thì một cô gái thướt tha bước vào. Chàng cứ ngỡ là Liên Hương, đón đợi để cùng trò chuyện. Nhìn mặt hóa ra không phải, tuổi chỉ 15-16, tay áo buông chùng, tóc thề bỏ xõa, phong dân thanh tú, bước đi uyển chuyển như trao qua lưỡng lại thất kinh. Ngờ là hồ, cô gái bảo: Thiếp là con gái nhà lương thiện họ Lý, mến chàng cao nhã, mong được mắt xanh rủ lòng đói đến. Chàng mừng rỡ cầm tay, thấy lạnh như băng hỏi: Sao mà em lạnh thế? Đáp: Tạng người mảnh dẻ, đêm nay lại phải dầm xương mốc, không lạnh sao được. Thế rồi giải quần lại trút bỏ, lâu lộ là gái trinh. Nàng nói: Thiếp vì tình duyên xui khiến mà chỉ một sớm đánh mất tấm thân son trẻ. Nếu không rẻ rúng là quê mùa thì ngày ngày xin được hầu gối chăng? Không biết chúng khuê phòng còn có người nào nữa không? Chàng đáp: Không có ai, chỉ có một nàng ca kỹ láng giềng nhưng tỉnh thoảng mới đến. Nàng bảo: Nếu thế thì phải cẩn thận đề phòng mới được. Thiếp không thể sánh vai với đám người trong kỹ viện. Chàng hãy giữ kín chớ tiết lộ. Cứ bên kia đến thì bên này đi, bên kia đi thì bên này đến là được. Gà vừa gáy sắp từ biệt, nàng tặng lại một chiếc giày thêu, nói rằng: Đây là vật thiếp mang dưới chân, cầm mà chơi, cũng gửi vào đây chút thương nhớ. Nhưng lúc có người thì cẩn thận, đừng có đem nghịch. Chàng nhận lấy ngắm nghía, thấy mũi cong cong như chiếc dùi cởi nút, trong lòng rất thích thú. Đêm hôm sau nhân vắng người lại mang ra sờ ngắm, bỗng cô gái từ đâu phơi phới đi đến, bèn lại quấn quýt yêu đương. Từ đó mỗi lần mang giày ra, thế nào nàng cũng đến đúng như mình mong. Lấy làm lạ, bèn gặng hỏi. Nàng cười nói: Tình cờ mà phù hợp đấy thôi. Một hôm Liên Hương đến, kinh ngạc hỏi: Chàng sao thần sắc tiều tụy thế? Chàng nói chính mình cũng không rõ vì sao. Liên Hương bèn từ biệt mà đi, hẹn 10 ngày sau sẽ trở lại. Sau khi nàng đi, Lý đến thường xuyên, không đêm nào vắng, hỏi chàng:
người tình của chàng sao đã lâu lắm không thấy tới. Nhân kể lại lời hẹn của Liên. Lý hỏi: chàng xem nhan sắc của thiếp so với Liên Hương như thế nào? Đáp: khá khen, cả hai đều tuyệt sắc, nhưng Liên Hương da dẻ có phần ấm áp hơn. Mặt Lý biến sắc, bảo: chàng nói đẹp cả đôi là nói trước mặt thiếp thế thôi. À ấy, chắc phải là người tiên trong Nguyệt Điện, thiếp hẳn không bằng rồi. Nhân thế rầu rĩ không vui, rồi bấm đốt ngón tay. Thì kỳ hẹn 10 ngày đã đến, bèn dặn chớ có tiết lộ để mình nhìn trộm cô nàng xem sao. Đêm hôm sau, Liên Hương quả đến, cười nói rất đầm thắm. Kịp đến khi đi nằm, bỗng hốt hoảng kêu lên: à, nguy rồi, 10 ngày không thấy mặt mà sao đã suy nhược nhanh như thế, có bảo đảm là không gặp gỡ ai khác nữa đấy chứ? Chàng hỏi duyên cớ gì sao. Nàng đáp: thiếp cứ xét thần sắc thì biết, mạch đập tán loạn như tơ rối, chứng này là ma ám rồi. Đêm sau nữa, Lý trở lại. Chàng bảo: ngắm Liên Hương thấy thế nào? Đẹp thật, thiếp vẫn cho rằng trên đời không có người đẹp như vậy được. Đích thị là Hồ. Lúc đi rồi mình bám theo đằng sau thì ra ở núi Nam Ly, mà lại sống trong hang. Chàng ngó cô ta ghen nên cũng gật đầu cho qua. Sau đấy một đêm, lại đùa bỡn Liên Hương rằng: tôi chẳng có tin đâu, nhưng có người nói nàng là Hồ đấy nha. Liên dòi hỏi ngay người ấy là ai, cười đáp: tôi nói đùa nàng đấy thôi. Liên hỏi lại: Hồ thì khác gì người? Đáp: kẻ nào bị nó mê hoặc thì bị ốm, nặng quá thì chết, vì thế mới đáng sợ. Liên đáp: không đúng đâu, như cỡ tuổi chàng, 3 ngày sau khi chung chạ, tinh khí có thể phục hồi, dù là Hồ đi nữa cũng có hại gì. Còn như đêm đêm đánh riết thì dẫu là người còn tệ hơn Hồ nữa kia. Trong thiên hạ những xác bệnh lao, nhưng ma sài mòn dễ thường đều là do Hồ ám chết cả đấy sao? Tuy nhiên hẳn là có kẻ nào thì thầm gì về tôi đây. Chàng cố biện bạch là không có ai, liền càng ra sức căng dặn. Đúng thế, chàng đành phải nói lộ ra. Liền bảo: tôi vẫn thấy làm lạ, sao chàng suy kiệt, nhưng có ngờ đâu lại chống đến như vậy. Có lẽ đây không phải là người chăng? Đêm sau Lý đến, vừa mới nói dăm ba câu lại nghe ngoài sông có tiếng đằng hắn. Lật đật bỏ đi, Liên bước vào: chàng quy thật rồi, đúng đấy là ma, mê sắc đẹp của nó mà không dứt sớm đi, đường về âm phủ xem chừng gần đấy. Chàng bụng dẫn cho là đang ghen, trầm ngâm không nói. Liên bảo tiếp: chẳng biết chàng không phải là kẻ dông tình, nhưng thiếp không nỡ người nhìn chàng chết. Ngày mai sẽ xin đem thuốc đến để trừ âm độc cho chàng. Cũng may cuốn bệnh còn nông, chỉ 10 ngày thì các chứng sẽ dứt. Xin nằm cùng giường để chăm nom cho đến lúc thuyên giảm. Đêm hôm sau, nàng quả đến đem theo ít thuốc tán bón cho chàng. Chỉ một lúc nuốt được 2-3 lượt, cảm thấy tạng phủ thư thái, tinh thần nhẹ nhõm hẳn. Bụng rất biết ơn, nhưng trước sau vẫn không tin là bệnh do ma làm. Liên đêm đêm nằm chung chăn ôm lấy chàng. Chàng muốn cùng nàng giao hợp, song nàng ngăn lại. Sau mấy ngày da dẻ đã đầy đặn, toàn tư giả khẩn khoản dặn phải dứt hẳn Lý. Chàng làm bộ nhận lời, nhưng vừa đóng cửa khiêu đàn đã cầm lấy chiếc giày mà tơ tưởng. Lý chợt đến ngay, mới cách biệt mấy hôm đã hơi có vẻ hờn dỗi. Chàng nói: luôn mấy đêm cô ta phải lo thuốc thang giúp tôi, xin đừng vì thế mà đem lòng oán trách, tình nồng mặn cốt ở nơi tôi. Lý đã hơi nguôi nguôi, trong khi đầu gối tay ấp chàng đã hơi nguôi. Tôi yêu nàng lắm lắm, vậy mà có kẻ bảo nàng là ma đấy. Lý cứng lưỡi hồi lâu rồi đáp: hẳn là con trồn dâm đảng đã toan hót với chàng rồi, nếu không dứt nó đi thiếp không đến nữa đâu. Đoàn nghẹn ngào nuốt nước mắt, chàng phải hết lời khuyên giải mới nín. Cách một đêm, Liên Hương đến, biết Lý lại trở lại, giận dữ nói:
chàng hẳn muốn chết chăng? Chàng cười đáp. Nàng ghen gì mà khiếp thế? Liên càng giận nói. Chàng trồng cái mầm chết, thiếp đã vì chàng nhổ nó đi, không ghen thì biết làm thế nào được? Chàng bày lời đùa cợt nói. Thế mà cô ta nói bệnh trước á, là do hồ ám đấy. Liên than rằng, nếu quả như lời chàng nói thì chàng đã lú lẫn, không còn tỉnh nữa. Dặn nhất có bề nào, thiếp dù trăm miệng cũng làm sao tự mình có thể phân tỏ được. Từ hôm nay xin giả biệt, sau trăm ngày nữa sẽ đến thăm chàng ở tận đầu giường. Giữ mấy cũng không được, cứ hầm hực đi thẳng. Từ đấy Lý sớm tối cặp kề bên cạnh chàng. Được 2 tháng, cảm thấy người mệt rũ, mới đầu còn tự trấn an mình, nhưng rồi ngày ngày càng rọc đi, chỉ hút được một tô cháo loãng. Muốn về nhà để được chăm sóc mà cứ quyến luyến không nỡ rứt đi ngay. Lần lửa đến mấy ngày trở bệnh mê mệt không dậy được nữa. Anh học trò láng giềng thấy chàng ốm nặng, ngày ngày sai thằng nhỏ trong quán mang cơm cháo đến. Chàng bây giờ mới đâm ngờ Lý. Ta hối hận đã không nghe lời Liên Hương nên mới ra nông nỗi này. Nói xong mắt tối sầm. Lúc sau tỉnh lại, mở to mắt nhìn quanh thì Lý đã đi mất. Từ đó hai bên mới đoạn tuyệt. Chàng nằm liệm nơi giữa thư phòng trống vắng, ngó đến Liên Hương như người ta mong đến ngày gặp lại. Một hôm đang giữa lúc mơ mơ màng màng, bỗng một người cuốn rèm bước vào thì đúng là Liên Hương. Đến sát bên giường, cất giọng mát mẻ. Anh chàng nhà quê, nào tôi có nói điều đâu. Chàng nghẹn ngào hồi lâu, nói rằng mình đã biết tội, chỉ mong được cứu vớt. Liên bảo bệnh đã vào đến cao hoang, thật hết phương cứu chữa. Tôi chỉ đến đây cốt để nói với nhau một lời vĩnh biệt, để tỏ rõ không có gì ghen tuông. Chàng buồn thảm quá nói rằng, một vật dưới gối phiền nàng đập nát giùm tôi. Liên tìm được chiếc giày, đưa cầm ra trước đèn xoay trở ngắm nhìn. Cô gái họ Lý ở đâu dục bước vào, thoạt trông thấy Liên Hương quay ngoắt lại định chạy. Liên vội lấy thân chắn ngang cửa. Lý quẩn bách không còn biết chạy đi đâu. Chàng trách móc đay nghiến. Lý không sao đáp lại được. Liên cười hỏi Lý. Hôm nay tôi mới được cùng dì vàng mặt để hỏi nhau đôi câu. Hồi trước bảo rằng bệnh cũ của Lăng Quân Di Tất đã không phải do tôi gây ra, nay rốt cuộc thế nào? Lý cúi đầu tạ lỗi. Liên cười. Mỹ miều như thế mà nỡ đem tình yêu để kết oán thù ư? Lý giật mình xuống đất khóc ròng, xin rủ lòng thương xót mà cứu giúp. Liên đỡ dậy hỏi kỹ về thuở sinh thời. Lý đáp, thiếp là con gái ông thông phán hồ Lý chết non, chôn ở phía ngoài bức tường này. Như con tầm xuân chết rồi mà mối tơ thừa vẫn còn vấn vương chưa dứt. Cùng chàng gắn bó là chuyện của thiếp, đẩy chàng đến chỗ chết thật không phải là bản tâm của thiếp. Liên hỏi. Nghe nói loài ma hễ người khác chết thì lợi cho mình, vì chết rồi sẽ đoàn tụ mãi bên nhau, có thực thế không? Đáp, không đúng đâu. Hai con ma gần gũi nhau thì không có chút lạc thú, như quả thích thú thì những chàng trai trẻ dưới suối vàng có thiếu đâu. Liên bảo. Thực đến là ngốc, đêm nào đêm nấy làm miết, đến người cũng không kham nổi, huống hồ là ma. Lý sụt sùi. Hồ cũng có thể làm chết được người, chỉ có pháp gì riêng mình lại không? Liên đáp. Đó là hạng chuyên rút tinh bổ khí, tôi không phải là hạng ấy. Mới hay trên đời vẫn có giống hồ không hại người, chứ quyết không có giống ma nào không hại người cả. Là vì âm khí thiếu quá. Chàng nghe hai bên trao đổi mới biết hồ và ma đều là chuyện thực. Cũng may tiếp xúc lâu ngày đã quen nên không còn thấy rợn mấy nữa. Xong ngó mình chỉ còn chút hơi tàn như sợi tơ, bất giác rống lên khóc thất thanh. Liền quay lại hỏi Lý, giờ xử trí thế nào cho chàng đây? Lý đỏ mặt nhún nhường từ tạ. Liên cười đáp. Chỉ sợ chàng khỏe mạnh rồi nương tử lại thói chanh chua, dẫn đâu vào đấy. Lý khép giặt áo vái mà nói, nếu gặp được tay đại danh y thì thiếp khỏi phải phụ lòng chàng,
thì cũng đáng dùi đầu mãi dưới đất đen, còn dám đâu ngẩng mặt lên với đời nữa. Liền bèn cởi đẩy lấy thuốc ra nói: tôi sớm biết có ngày hôm nay, nên sau khi cùng chàng bái biệt đã trèo lên ba ngọn núi hái thuốc, trải ba tháng trời mới đủ mọi vị. Dẫu bệnh đến sài mòn liệm chết, cho uống vào cũng ít ai không tỉnh lại. Chỉ có điều chứng bệnh do đâu thì phải lấy đấy làm vị dẫn thuốc, cho nên không thể không cậy mình giúp sức. Hỏi cần gì, đáp: một chút nước giải thơm trong khóe miệng anh Đào đấy thôi. Tôi đặt viên thuốc vào, nhờ mình áp miệng vào nhổ cho trôi xuống. Lý đỏ bừng cả mặt, quý gầm xuống, đưa mắt ngó chiếc giày. Liên đùa nói tiếp: sở thích của em chỉ là chiếc giày đó thôi à. Lý càng hổ thẹn, cúi hay ngửa không còn biết giấu mặt đi đâu. Liên nói: ngổ ngáo lúc bình thường, nay còn tiếc gì nữa chứ. Rồi lấy một viên thuốc để vào môi chàng, quay sang thúc ép Lý. Lý không dừng được, phải áp miệng vào mà mớm liên tiếp nữa đi. Lại mớm nữa, mớm đến 3-4 lần thuốc mới trôi xuống họng. Chỉ một lát, bụng nghe ùn ụt như tiếng sấm. Liên lại đặt một viên thuốc khác, rồi tự mình áp môi hà hơi vào. Chàng cảm thấy dùng rốn như có lửa đốt, tinh thần sảng khoái bừng dậy. Liên bảo: khỏi rồi. Lý nghe ga đã gáy, bàng hoàng giả biệt ra đi. Liên ngó chàng mới khỏi, cần phải điều dưỡng, ra quán cơm ăn cơm cũng chưa nên. Bèn khóa trái cửa ở bên ngoài, vờ như chàng đã về quê để dứt hẳn bạn bè lai vãng, ngày đêm giữ gìn săn sóc chàng. Lý tối nào cũng đến hầu hạ rất ân cần, coi Liên như chị. Liên cũng thương yêu Lý hết lòng. Ở được 3 tháng, chàng mạnh khỏe như xưa. Lý bèn bẵng đi dần, cách 2 ngày đêm mới tới 1 lần. Tình cờ có tới cũng ngó qua một chút rồi đi ngay. Lúc gặp mặt nhau chỉ rầu rầu không vui. Liên thường giữ nàng ở lại ngủ chung, cũng không nghe, chàng phải chạy theo ra kéo lại, bế thốc về. Người cứ nhẹ như hình nhân bằng cỏ. Nàng không còn trốn chào được, bèn để nguyên áo sống mà nằm, cuộn tròn mình lại không đầy 2 thước. Liên càng thương, ngầm bảo chàng ôm ấp, nhưng lay mấy cũng không tỉnh. Chàng ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy tìm thì đã biến mất. Luôn 10 ngày sau cũng không thấy trở lại. Chàng tưởng nhớ da diết, thường mang chiếc giày ra cùng đùa nghịch. Liên nói: yếu điệu như thế, thiếp thấy cũng còn thương, huống gì là nam giới. Chàng nói: ngày trước cứ mỗi lần nghịch đến giày thì lại xuất hiện, trong lòng đã lấy làm ngờ, nhưng chung quy vẫn chẳng ngờ được là ma. Nay nhìn giày lại tưởng đến dung nhan thật đáng mũi lòng. Nói rồi chảy nước mắt. Nguyên trước đấy có nhà phú ông họ Trương, có người con gái tiểu tự là Yến Nhi, tuổi vừa 15, bị bệnh không thoát được mồ hôi mà chết. Qua một đêm bỗng tỉnh lại, ngồi dậy ngó quanh, rồi định chạy. Trương khóa cửa lại, không ra được. Cô gái bèn tự nói rằng: tôi là hồn cô gái ông Thông Phán, cảm mối tình quyến luyến của chàng ta, có chiếc giày còn để lại ở nhà chàng. Tôi thật là ma, giữ lại có ích gì. Nghe lời nói có vẻ ngọn ngành, bèn hỏi duyên cớ vì sao lại đến đây. Cô gái bồi hồi, nhìn lui nhìn tới, mơ màng không hiểu ra sao cả. Có người nói thư xin họ Tang vì ốm đau đã về quê rồi, thì cô một hai bảo là nói dối. Người nhà đâm hoang mang, anh học trò phía đông nghe chuyện trèo tường vào nhìn thử xem, thấy chàng cùng một người đẹp đang đối mặt chuyện trò, bất ngờ chạy sấn vào tận nơi. Nhưng vừa lúc đang nhấn nhác, người đẹp đã biến mất. Anh học trò láng giềng thất kinh gặng hỏi, chàng cười đáp: độ trước chẳng có ai nói với bác là con mái thì rước vào đấy thôi. Anh học trò láng giềng thuật lại lời Yến Nhi. Chàng liền mở cổng định đi sang để duyệt xét thực hư, khổ nỗi không tìm ra cớ gì để đến nhà họ cả. Bà Trương nghe chàng quả chưa về quê, lại càng lấy lạ, bèn sai một mụ ở tới hỏi chiếc giày. Chàng lấy trao ngay. Yến Nhi nhận được mừng rỡ, thử xỏ chân vào thử thì giày nhỏ hơn chân đến 1 tấc. Sợ quá cầm gương tự soi,
bất chợt hiểu ra mình đã mượn thay người khác để sống lại. Bằng thuật lại đầu đuôi, mẹ mới tin là thật. Cô gái xoay mặt vào gương khóc òa lên rằng: Mặt mũi hồi trước còn hơi tự tin một chút, thế mà mỗi lần gặp chị Liên vẫn xấu hổ vì thua kém. Này lại thế này thì làm người chẳng bằng làm ma cho xong. Bèn cầm chiếc giày gào khóc, khuyên mấy cũng không được, rồi trùm chăn nằm không nhúc nhích, bảo ăn cũng chẳng ăn. Mình mấy sưng phù lên, suốt 7 ngày không ăn, rốt cuộc vẫn không chết mà bệnh phù rạp xuống dần. Cảm thấy đói không nhịn được nữa, bèn ăn trở lại. Vài ngày sau, khắp mình ngứa ngáy, da dẻ bong ra hết. Một buổi sáng ngủ dậy, đôi giày ngủ tuột ra từ lúc nào, vội nhặt lấy mang vào thì rộng tuênh, không vừa chân nữa. Nhân đấy, bèn thử lại chiếc giày cũ thì cỡ chân gầy béo, này thật vừa dặn, đã thấy mừng. Lại lấy gương soi lại thì lông mi, con mắt, gò má, khóe miệng giống hệt như thở bình sinh, càng bội phần mừng rỡ. Rửa mặt chảy đầu rồi lên thăm mẹ, ai nấy cũng nhìn chăm chăm. Liên Hương nghe câu chuyện lạ, khuyên chàng nên nhờ người mối đánh tiếng, nhưng chàng nghĩ giàu nghèo cách trở, không dám đường đột đến ngay. Gặp ngày sinh nhật bà Trương, bèn theo đám con rể nhà ấy đến mừng thọ. Bà Trương nhìn thấy tên chàng, bèn bảo Yến Nhi đứng trong rèm nhìn ra để nhận mặt khách. Chàng đến sau cùng, cô gái chạy thốc ra túm lấy vạt áo, định theo chàng cùng về. Mẹ phải nạt cho mới xấu hổ quay lại. Chàng nhìn kỹ rõ ràng là đúng, bất giác trào nước mắt, bèn phục xuống lại không chịu đứng dậy nữa. Ba mẹ đến đỡ cũng không cho là xàm sở. Chàng trở về cậy ông cậu của cô gái đến làm mối. Ba mẹ đành chọn ngày lành cho chàng đến ở gửi rể. Chàng trở về nói với Liên Hương và đem chuyện đi hay ở ra bàn. Liên buồn bã hồi lâu rồi toan từ biệt mà đi. Chàng cả kinh bật khóc lên. Liên nói: Chàng làm lễ động phòng hoa chúc ở nhà người ta, tiếp theo chàng đến đấy thì còn gì là mặt mũi nữa. Chàng tính kế trước, hãy cùng nàng trở về làng cũ, rồi sau sẽ đón Yến Nhi. Liên mới chiều theo lời, chàng đem tình thực thưa lại với họ Trương. Trương nghe chàng đã có vợ rồi, nổi giận buông lời trách móc. Yến Nhi phải hết sức phân trần mới cho được như lời xin. Đến ngày cưới, chàng đi đón dâu, nhà cửa bày trí có phần qua quýt. Đến lúc về thì từ ngoài cổng vào đến nhà lớn, thảm lông chim trải kín mặt đất, trăm nghìn đèn lồng rực rỡ như gấm. Liên Hương đỡ cô dâu cho phong cưới, làm lễ giao bái xong lại cùng nhau hoan hỷ như ngày nào. Liên ngồi bên hai người tiếp chén rượu hợp cận. Nhân hỏi cặn kẽ câu chuyện là hoàng hồn. Yến nói: Hôm ấy em cứ ưu uất không ngôi, chỉ vì nổi mình với người lại là dị loài, tự thấy hình hài của mình thật là dơ bẩn. Sau khi chia tay vẫn chí không trở về mộ, đành theo gió trôi dạt khắp nơi. Hễ thấy người sống thì lại thèm, ban ngày nương vào cây cỏ, đêm thì nổi chìm phó mặc bước chân. Tình cờ đến nhà họ Trương, thấy một cô thiếu nữ nằm trên giường, bèn lại gần nhập vào. Có hay đâu lại được sống lại. Liên nghe chuyện trầm ngâm có dáng nghĩ ngợi. Qua 2 tháng, Liên sinh một con trai. Sinh xong bị bào bệnh, suốt ngày nằm ly bì. Bèn cầm tay Yến dặn dò: Phiền em vất vả nuôi dùm cái giống oan nghiệt này, con ta cũng là con mình. Yến chảy nước mắt, lựa lời khuyên giải, muốn mời thầy Lang, nhưng đang khước từ. Bệnh ngày thêm nguy kịch, hơi thở mỏng manh như sợi tơ. Chàng và Yến Nhi đều khóc. Bỗng nàng mở bừng mắt ra nói: Đừng thế, các người lấy sống làm vui, riêng ta lấy chết làm thích. Nếu quả có duyên, sau 10 năm nữa lại được họp mặt. Nói xong thì chết, mở chăn ra định liệm, thấy đã hóa thành con hổ. Chàng không nỡ coi là khác loài, lo tan gia hậu hỷ. Con trai tên là Hồ Nhi,
Yến nuôi nấng như con đẻ, mỗi lần gặp Tiết Thanh Minh thế nào cũng bế con đến khóc trước mộ mẹ. Về sau chàng đậu kỳ thi Hương, nhà dần dần sung túc, mà Yến vẫn khổ sở vì không sinh đẻ. Hồ Nhi cũng khá thông tuệ, nhưng tặng người yếu đuối lại lắm bệnh. Yến vẫn muốn tìm người vợ lẽ cho chồng. Một hôm, con hầu bỗng vào thưa: "Dạ, ngoài cửa có một bà cụ dắt theo người con gái muốn tìm chỗ bán." Yến cho gọi vào, thoạt nhìn thấy giật nảy mình nói: "Hả, chị Liên lại ra đời đấy chăng?" Chàng nhìn cô ta thì giống hệt nên cũng hoảng hỏi: "Bao nhiêu tuổi rồi?" Đáp rằng: 14. "Tiền cưới định lấy bao nhiêu?" Đáp: "Thân già chỉ được có mụn con này, chỉ cốt nó được chốn yên thân, mà tôi cũng có nơi để kiếm miếng cơm. Ngày sau nắm xương tàn, không đến nỗi bỏ nơi mương rảnh, như vậy là đủ." Chàng bèn trả giá cao rồi giữ luôn bà cụ lại. Yến cầm tay cô gái dắt vào buồng kính nâng cầm, cười mà bảo: "Mày có biết tao không?" Thưa rằng: "Không biết." Hỏi: "Họ là gì?" Đáp: "Thiếp họ Vi, bố làm nghề bán nước ở trong thành Từ Châu, chết đã 3 năm rồi." Yến bấm ngón tay tính lại thì Liên vừa chết đúng 14 năm. Lại ngắm nhìn cô gái, dung nhan cử chỉ chỗ nào cũng giống Liên Hương đến thần tình, bèn dỗ dỗ vào trán mà gọi to lên rằng: "Chị Liên, chị Liên, cây hạn 10 năm lại gặp, đúng là không lừa tôi." Cô gái bỗng như trong mộng bừng tỉnh, thình lình mắt sáng lên nói: "A!" À! Rồi nhìn kỹ Yến Nhi, chàng cười bảo: "Đó là dường như quen nhau, én lại về đấy." Cô gái ràn rụa nước mắt nói: "Phải rồi, nghe mẹ bảo lúc thiếp mới sinh ra đã biết nói, ngỡ là điềm không lành, lấy máu chó cho uống nên mới lú ấp cả nhân duyên kiếp trước. Hôm nay thực như trong mơ chợt tỉnh, nương tử đây có phải là em Lý vẫn hổ thẹn vì phải làm ma không?" Bèn cùng nhau trò chuyện về quãng đời thời trước, buồn vui xen lẫn tuôn trào. Một hôm gặp Tiết Hàng Thực, Yến bảo: "Đây là ngày hàng năm em và chàng vẫn khóc chỉ đấy." Nói đoạn cùng nhau thân hành đi thăm mộ. Cỏ hoang đã xanh rờn, cây đã vừa ôm, nàng cũng động lòng than thở. Yến bảo chàng rằng: "Thiếp và Liên Chi đã 2 đời tình nghĩa, không nỡ lìa nhau, nên cho nắm xương trắng được cùng huyệt." Chàng làm theo lời, đào mộ Lý, lấy xương mang về hợp táng ở mộ Liên. Quý thính giả vừa theo dõi và thưởng thức truyện ngắn Liên Hương do Nguyễn Huệ Chi dịch. Julie và Peter Thái kính hẹn quý vị trong chương trình đọc truyện kỳ tới.